Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay hiện tại thì mình đang có mặt ở thửmai.vn nha mọi người. Và vẫn như thường lệ thì ngày hôm nay là một ngày thứ bảy và mình sẽ mua ác để tặng cho fan nhé mọi người ơi. Ok, trong tài khoản thử may của Kẹo đang có đó là 1 triệu đồng và mình sẽ thử vận may nào. Bên dưới này thì trong cửa sổ này nó có đó là thử vận may 15k này và có thử vận may 70k nữa nha anh em. Ok, và mình sẽ thử may ở mục vận may 70k nha mọi người. Hôm nay chắc là mua tặng cho anh em 3 cái ác nhỉ anh em. Đấy, nói chung là cứ mua là sẽ tặng hết cho anh em nhé. Đây, ok, và chúng ta sẽ lại tiếp tục mua thêm một cái ác nữa nha mọi người. 23946 này. Rồi nha, và Kẹo sẽ mua thêm một cái ác nữa nha các bạn ơi. Đây, mua thêm cái nữa nhỉ, thử ngay nào để xem là ngày hôm nay Kẹo có may mắn không nhỉ anh em ơi. Ok, và các bạn chờ mình một xíu nha. Đây, mình sẽ ra phía ngoài cái đã anh em ơi. Và sẽ mua cho anh em một cái ad free fire trắng thông tin luôn để tặng cho mọi người nhá. Hiện tại thì shop thửmay.vn đang bán khá là nhiều những cái loại ad này. Ad rẻ nhất hình như là từ 200.000, à đâu, ad rẻ nhất là từ 170.000 cũng có nha mọi người. Và ad đắt nhất thì mình thấy là có 2 triệu đồng ở đây. Bây giờ thì mình sẽ lựa một cái ad tầm tiền như nào để tặng cho mọi người nhỉ. À, chắc là sẽ mua tặng cho anh em cái ác 300k nhỉ anh em. Thế này thôi, chứ còn là bình thường là Kẹo cũng nghèo lắm. Đấy, số tiền còn lại thì sẽ làm clip mua ác tặng fan trong những video tiếp theo nhé. Đây, cái ác này thì có khá là nhiều đồ nha mọi người. Hình như là mình nhìn sơ qua là có bộ thỏ quậy này, với khá là nhiều những cái bộ trang phục khác nữa. Đấy, có cả skin xe các kiểu luôn. Ok, và đã mua thành công, giao dịch hoàn tất nha mọi người. Nghèo quá nhỉ, thế là hiện tại thì Kẹo chỉ còn lại đó là 490.000 đồng thôi anh em ơi. Ok, như vậy là Kẹo đã thử vận may 3 ác 70k và mua được một ác trắng thông tin 300k nha. À, quan trọng là chúng ta sẽ vào thử và test luôn anh em ơi. Vẫn theo thường lệ thì Kẹo sẽ test cái ác đầu tiên luôn nhé. Và đây anh em ơi, hiện tại thì cái shop thử may đang giảm giá. Đó là thử vận may 100k giảm xuống còn 70k. Nên là bây giờ thì Kẹo sẽ đăng nhập vào game luôn nha mọi người đây. Copy cái tài khoản anh em ơi. Sau khi mà nhập nốt cái mật khẩu của ác thì mình đã đăng nhập được vào tài khoản rồi nha mọi người ơi. Để con nào anh em ơi, xem là thử vận may 70k nào. Uầy, đậu xanh ghê vậy. Ôi, hôm nay lại ghê giúp Việt Nam anh em ơi. Làm quả trúng hẳn 18.505 kim cương này. Ngoài ra thì mới vào cái màn hình chính là Kẹo đã thấy được rằng là có một cái bộ trang phục này. Ngầu quá anh em ơi. Hiện tại thì bộ trang phục này đang có mặt ở trong vòng quay kim cương nha mọi người. Và nó là cái bộ trang phục mới nhất luôn. Uầy, công nhận là Kẹo thấy sợ rồi nha anh em ơi. Mua ở trong cái xúc ác này không ngờ là lại may mắn như vậy. Và đây, anh em hãy cùng Kẹo vào xem nào mọi người. Thì ở trong cái vòng quay kim cương, đó là cái bộ trang phục mà cái ác này đang sở hữu rồi nhé. Ngoài ra thì đang còn có rất là nhiều những cái mục để cho anh em nhận thưởng này. Ở đây thì đang có những cái mục này. Đấy, là cái ác này đang còn chưa nhận thưởng hết cơ. Đó, mình sẽ nhận thưởng cái đã anh em ơi. Và hiện tại thì Kẹo đang có đó là 4 vé quay kim cương miễn phí này anh em. Úi dồi ôi, nữa này. Ok, nữa này. Quá là điều tuyệt vời luôn anh em ơi. Đây, ồ, hết vé quay miễn phí rồi các bạn ơi, nên là từ từ nha anh em. Và đây anh em ơi, hiện tại thì Kẹo đang có mặt ở trong cái vòng quay vàng nha mọi người ơi. Wow, ok. Như vậy là mình sẽ đổi qua cái vòng quay kim cương luôn nhé. Cơ bản là ngày hôm nay mua được cái ác ngon giá rẻ thì mình sẽ vào trong cái vòng quay vũ khí. Ok các bạn ơi, đây, khô máu rồi nhỉ anh em. Đó, toàn trúng đầu ngày thôi mọi người ơi. Ok, cố thế nào anh em, cố gắng để trúng được M4A một phép thuật nào mọi người ơi. Úi dồi ôi, vẫn chưa trúng được vĩnh viễn anh em ơi. Ok ok, như vậy là Kẹo đã có được M4A một phép thuật. Úi dồi ôi, ngon chưa anh em ơi. Anh em thấy là đã chưa à, trời ơi tuyệt vời luôn. Nhưng mà từ nay đến giờ thì Kẹo đã tốn hơn 4.000 kim cương rồi nha anh em ơi. Úi dồi ôi, bây giờ là tha hồ nhận thưởng đấy các bạn ơi. Anh em thấy sao nhỉ, chứ còn là mình thấy là để quay được cái skin súng kia công nhận là hơi bị hiếm anh em ơi. Đó, có một số cái vòng quay kim cương miễn phí thì mình vừa có quay nốt luôn để cho nó xong luôn nha em ạ. Và số lượng kim cương trong cái ăn này đang còn là 14.000 kim cương nữa cơ mà. Đấy, anh em tha hồ mà đập phá với cái ăn này luôn nhé. Thì ngày hôm nay Kẹo sẽ khô máu cùng với anh em luôn nha. Đây mọi người, bây giờ thì mình sẽ vào trong cái mục này và xem là hiện tại thì trong cái shop này đang bán những cái đồ gì mới thì Kẹo sẽ mua luôn nha.
ngại gì đâu hả các bạn ơi. Đấy, có đồ gì mới thì mua luôn. Ok, hiện tại thì đây sẽ là nhân vật Laura nha anh em. Úi dồi ôi, có vé giảm giá này. Và đây hiện tại thì kẹo đang có đó là vé giảm giá 200 kim cương. Và ok, úi dồi ôi, đây nha mày, úi dồi ôi, được nguyên cả cái set Laura này thì quá là ổn rồi. Và hiện tại đang bán đó là gói cứu hỏa nữa thì mình sẽ mua luôn anh em ơi. Đây là bộ dành cho nam nha mọi người. Đấy, và kẹo sẽ mua luôn bộ dành cho nữ luôn nhỉ anh em ơi. Ok, tuyệt vời, đồ gì mới đã sắm cả luôn nha mọi người. Đấy, nhưng mà hiện tại thì vẫn đang còn nhiều kim cương lắm anh em ơi. Bây giờ là còn lại đó là 11.157 kim cương cơ mà. Ok, và mình sẽ lượn lờ một xíu nhỉ anh em. Đây, sẽ vào trong tủ đồ này. À đây, nó là một cái ác thì đồ của nó khá là đơn sơ thôi mọi người ơi. Khá là ít đồ nhưng mà đổi lại thì 70.000. Anh em lại nhận được đó là 18.000 kim cương thì nó là úi dồi ôi, quá là lời rồi các bạn ơi. Nên là các bạn hãy nhanh tay thử may tại trong web đó là thửmay.vn nha anh em. Đây, có một đá quý thì bây giờ là mình sẽ đổi đây mọi người. Sẽ đổi lấy skin xe luôn nhỉ anh em ơi. Đây, đổi lấy skin xe zip vàng luôn nha các bạn ơi. Trang bị nhanh luôn nhỉ, và sao phải ngại hả. Và đây anh em, các bạn là trong cái mục thẻ quy đổi của cái ác này đang còn thẻ nữa nên là kẹo sẽ đổi luôn nha anh em. Đây, cái bộ quý ông lịch lãm này, thật ra thì nó là cái bộ tuxedo tím nhưng mà thiếu mất cái mũ với lại thiếu mất cái giày anh em ơi. Đang còn 417 cái thẻ quy đổi nữa thì chắc là kẹo sẽ đổi luôn cái mảnh này anh em ơi. Có một cái thẻ gọi là nâng cấp nhân vật lên level 6 luôn nha. Ok, đổi luôn, mình lại phải ngại các bạn cơ à. Đấy, và bây giờ kẹo sẽ dùng cái thẻ này và nâng cấp cái nhân vật Laura lên level 6 luôn nhé anh em. Đây mọi người, đó, chuẩn bị nâng cấp luôn anh em. Đấy, hiện tại thì Laura của mình mới mua nên là chưa được mở gì cả. Không sao cả, bây giờ chúng ta sẽ mở luôn nha anh em. Trời ơi, đây, mở luôn nâng cấp nhân vật lên level 6 nha các bạn. Úi dồi ôi. Và đây anh em, hiện tại thì kẹo đã mở được 6 mảnh ký ức của Laura nha mọi người. Đó, nhân vật mới nhất hiện tại trong Free Fire anh em ơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ trang bị đồ luôn cho nó nhỉ anh em. Ngại gì đâu, đây sẽ là cái bộ, đó là bộ trang phục mà mình mua liền với gói luôn nha anh em. Tức là anh em mua cái nhân vật này kèm theo cái bộ trang phục này thì giá của nó là gần 2.000 kim cương cơ. Nó hơi bị đắt, hiện tại thì Laura nó lại chưa có bán lẻ nên là nếu như mà anh em nào mà dích thì cứ mua nhân vật kèm cái bộ đồ thì nó rất là ngầu rồi phải không anh em. Ok, quên mất là hiện tại thì cái ác này nó chỉ có mỗi đó là ngộ không với lại Laura thôi anh em ơi. Còn hai nhân vật kia kẹo không có nói làm gì cả. Các bạn thì đây nó là một cái ác mới, chỉ gọi là ác khuyến mãi. Tức là admin người ta đã nạp kim cương vào trong này để cho anh em thử vận may và nhận được cái ác chân này thôi anh em ơi. Ok, những cái phần này đó là những cái phần nào về kho đồ thì thật sự là nó không có nhiều anh em ơi. Và đây, đó là M4A1 phép thuật. Cái này là kẹo vừa quay nha anh em. Ok, bên này sẽ là liệu chú hề này. Và có cái skin xe lúc nãy là kẹo vừa quay nhé. Và hiện tại thì ác này có hai hành động nha mọi người. Đây anh em, và kẹo sẽ trang bị luôn nha mọi người. Anh em mà hiện tại thì trong cái ác này vẫn còn đó là gần 11.000 kim cương cơ anh em ơi. Nên là bây giờ thì bài toán của chúng ta sẽ là tiêu gì cho hết được số kim cương này nha mọi người. Đây, hiện tại thì trong shop có đang mở bán cái ska. Đây sẽ là ska gì đây anh em ơi? Đây, nó là ska huyết nguyệt nha mọi người. Và mở 60 kim cương một cái hòm súng nhá. Và ngày hôm nay kẹo sẽ thử vận may với 11.000 kim cương nha mọi người. Đây, thử thôi nhỉ. Ở đây thì anh em có thể là đổi được đồ vĩnh viễn này, 7 ngày, 3 ngày hoặc là 24 giờ nha mọi người. Đây, anh em ơi, chúng ta hãy cùng mở nào nhé. Đó, cứ mắc 10 lần cho nó nhanh anh em ơi. Ok, úi dồi ôi, toàn đồ ngày thôi mọi người ơi, còn chưa ra đồ vĩnh viễn cơ đây. Cố lên nào anh em, úi dồi ôi, lại trượt nữa rồi anh em ơi. Thử lại nào, úi dồi ôi, vẫn chỉ là đồ vĩnh viễn mà thôi các bạn ơi. Đây, cố mở luôn nhỉ anh em, sao phải ngại. Đậu xanh nó toàn là đồ vĩnh viễn thôi các bạn ơi. Ok, thử lại coi nào. Ok, như vậy là đã trúng rồi nha mọi người ơi. Nhưng mà nhiều kim cương quá thì mình chả biết làm gì. Nên là ngày hôm nay thì khô máu luôn nha các bạn ơi. Mặc kệ luôn đấy. Hôm nay là còn hơn 6.000 kim cương nữa thì mình là dick kit mà anh em. Nên là mình sẽ mua hết cái hòm súng này luôn. Các bạn là để lấy cái máy quét anh em ơi. Đó, trời ơi, như này thì máy quét anh em dùng bao giờ mới hết hả anh em. Các bạn đang thử tiền mà anh em. Nên là cứ mua thoải mái luôn nha anh em. Sau khi mà anh em đã trúng súng rồi thì anh em mở ra nó chỉ là toàn là ra máy quét thôi mọi người ơi. Ok, thử lại con nào anh em ơi. Úi dồi ôi, đấy, tha hồ luôn anh em ạ. Hôm nay thì kẹo sẽ khô máu ở trong cái ác này luôn anh em ơi, cho nó hết sạch kim cương luôn nha mọi người. Đây,
Anh em thấy là kẹo có dít kít không ạ? Đấy, cứ phải gọi là khô máu luôn nha mọi người. Ngại gì đâu hả anh em? Úi dồi ôi. Vâng anh em, như vậy là đang còn đó là 1907 kim cương. Và mình sẽ vào cái mục sưu tầm nào anh em, để sâu cái skin mà kẹo vừa trúng nha mọi người đây. Ska huyết nguyệt nha mọi người. Trời ơi, nhìn nó đã ghê chưa anh em. Ok, và vẫn đang còn đó là 1907 kim cương nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ mua gì đây nhỉ anh em? Mình sẽ xem nào. Hình như là cái ác này nó còn chưa có trợ thủ nữa cơ anh em. Nên là kẹo chắc là sẽ mua trợ thủ cho nhau mọi người đây. Mấy cái skin súng này cũ quá rồi anh em. Đây, mình sẽ mua cún robot nha mọi người. Lại không có vé giảm giá cơ anh em. Ok, đã mua được cún robot nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ vào thử trong cái gói này. Và hiện tại kẹo chẳng thấy là có cái bộ trang phục nào mới cả. Nên là sẽ thôi nha anh em. Và đây, bây giờ thì mình sẽ vào tạm trong cái mục trợ thủ cái đã anh em. Lúc nãy là sơ ý quá nên là chưa có kịp kiểm tra luôn đây. Hiện tại thì cái app này còn chưa có cả mèo đâu cơ. Nên là mình sẽ mua cái con mèo mèo luôn nha anh em. Đấy, mua một đôi chó mèo này. Bây giờ thì mình sẽ dành hết cái số kim cương còn lại để mua đồ ăn cho thú cưng nha anh em. À đâu, thật ra thì chính xác nó là đồ ăn cho trợ thủ anh em ơi. Các bạn là mình quen mồm nên là cứ gọi như vậy thôi anh em. Đây, mua hết đồ ăn dành cho thú cưng luôn nhé. Chứ còn là kẹo ngại gì hả anh em mà không mua. Đây anh em, đấy gọi là mua hết cái số kim cương còn lại luôn. Đây ok, mua lẻ từng cái một anh em. Úi dồi ôi. Vậy là xong. Như vậy là ngày hôm nay kẹo đã đốt xong đó là 19.700 kim cương thì phải anh em ạ. Đây, hiện tại thì đã mở được những cái hành động này của cún robot nha mọi người. Các bạn là cho nó ăn no mà anh em. Đấy. Ê, nhưng mà cái cấp 7 thì mới mở được cái skin trợ thủ này cơ. Nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục cho con mèo mèo ăn nhé mọi người. Đấy, ăn nhanh lên nào mèo. Đấy, ăn nhanh chóng lớn nào mèo ơi. Càng về những cái cấp sau thì thật sự là quá là tốn đồ ăn luôn nha anh em. Ok, mèo mèo hiện tại thì đã mở được 3 cái hành động rồi nha anh em. Đấy, hôm nay là cơ bản là đốt tiền xong cái app này rồi nha mọi người. Ngoài ra thì mình có mua mấy cái app đầu video ấy, thì anh em mà ai đăng nhập được thì sẽ tặng cho người đó nha mọi người. Bye bye anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.